Khám phụ khoa nên tiến hành theo định kỳ 6 tháng một lần để chị em có thể tầm soát được các vấn đề sinh dục một cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được thói quen khám định kỳ này. Một bộ phận không nhỏ chị em cho rằng chỉ nên đi khám khi cơ thể có bệnh để tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, hầu hết bệnh phụ khoa nguy hiểm lại không có ý thức báo cáo chị em khi chúng đang ủ bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc chị em sẽ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bệnh nào ở vùng kín hoặc chỉ nhận thấy thoáng qua dẫn đến chủ quan. Từ đó tạo điều kiện cho bệnh phát triển đến thời điểm nhất định sẽ bùng phát để lại những hậu quả cho chị em. Hãy lắng nghe thật kỹ những thông tin dưới đây để bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết cũng như hiểu được tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao khám phụ khoa lại quan trọng với chị em. Theo thạc sĩ bác sĩ Trương Thị Vân, việc khám phụ khoa định kỳ sẽ mang lại cho chị em những lợi ích như sau. Khám phụ khoa giúp cho phụ nữ có được sự kiểm tra tổng thể về sức khỏe sinh lý tổng quát nhất, từ đó biết được mình có mắc phải bệnh gì hay không, giúp phát hiện được những vấn đề tiềm ẩn. Có những bệnh khó phát hiện mà lúc phát hiện thì đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối vô cùng nguy hiểm. Chữa trị kịp thời, đúng bệnh, đúng thuốc và ngăn chặn được những nguy cơ phát triển, lây lan cũng như những biến chứng khôn lường của bệnh phụ khoa, bảo vệ được sức khỏe, tính mạng và khả năng sinh sản. Đối với những phụ nữ đã sinh nở, phụ nữ trên 35 tuổi và đang thời kỳ tiền mãn kinh thì việc khám phụ khoa định kỳ còn giúp chị em ngăn ngừa và phát hiện sớm các bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu, u xơ tử cung, ung thư tử cung. Khám phụ khoa là một hình thức kiểm tra tổng quát khu vực âm đạo của người phụ nữ, bao gồm buồng trứng, vòi tử cung, âm đạo và bộ phận sinh dục ngoài, gò mu, âm hộ, nhằm phát hiện viêm nhiễm, các bệnh lây qua đường tình dục, u xơ, ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia tại phòng khám đa khoa y học quốc tế 12 Kim Mã khuyến cáo, nữ giới từ 18 tuổi trở lên nên tiến hành khám sức khỏe phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần hoặc ít nhất 1 năm một lần. Đối với nữ giới từng quan hệ tình dục cần lưu ý, trong vòng 3 năm tính từ khoảng thời gian có sinh hoạt lần đầu tiên với bạn trai, chị em cũng nên làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung Pap smear để phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Mỗi năm sau đó xét nghiệm một lần để phát hiện bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ còn khuyên chị em nên đi khám phụ khoa khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như vùng kín ngứa ngáy, đau rát, khí hư da nhiều bất thường, có màu lạ và mùi hôi khó chịu, rối loạn kinh nguyệt, đau khi quan hệ tình dục, xuất huyết âm đạo bất thường. Để đảm bảo quá trình thăm khám nhanh gọn và cho ra kết quả chuẩn xác nhất, chị em sẽ phải tuân thủ một số quy tắc như quan hệ tình dục ít nhất 2 ngày và không sử dụng thuốc đặt âm đạo trước 2 ngày. Trước khi đi khám phụ khoa, bạn cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ, không khám phụ khoa trong ngày hành kinh, không tột rửa âm đạo bằng dung dịch tẩy rửa. Thời điểm tốt nhất để khám phụ khoa tổng quát là sau khi sạch kinh 3 ngày. Nên thành thật với bác sĩ, bởi điều này rất quan trọng với sức khỏe, thậm chí tính mạng của chị em. Không được uống rượu bia, đồ ăn ngọt, chị em nên đi khám phụ khoa vào buổi sáng và nhớ nhịn ăn, nhưng có thể uống nước để đảm bảo độ chính xác của kết quả. Hy vọng những thông tin cung cấp trên phần nào giúp ích được cho chị em trong việc giải đáp những thắc mắc về khám phụ khoa. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào khác, hãy để lại một bình luận ở dưới video và đừng quên nhấn nút theo dõi để nhận được những thông báo video mới nhất.